Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Đài. Quý vị thân mến, năm nay tuổi Tân Sửu là năm sẽ có rất nhiều thị phi, tin đồn vây quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ. Đừng để bạn bận rộn với tin đồn đó. Lời khuyên dành cho bạn là nên mang theo mình kim bài thái tuế để hộ thân, tránh vướng phải những thị phi không mong muốn. Năm nay trong công việc bạn cần phải chú ý đến các giao dịch, khi ký kết hợp đồng hãy cẩn thận, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào trong các chi tiết hợp đồng. Điều này có thể ngăn chặn, đáng tiếc, có thể là các vụ kiện ở tòa án hoặc là phá sản xảy ra với bạn. Cố gắng ngăn chặn những cuộc cãi vã, mâu thuẫn giữa những người thân yêu của bạn, làm nhiều việc thiện. Mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ. Người này đa phần là người đa nghi, ôn hòa, có đầy đủ trong cuộc sống, không dựa vào được người nhà nên lúc có tuổi lại không được hưởng phúc. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ là tỷ kiếp. Năm nay cần phải đề phòng người khác lừa tiền, nếu không cần thiết thì không nên đầu tư. Đồng thời năm nay cũng có rất nhiều cơ hội gặp lại bạn bè cũ, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, đề phòng anh chị em trong nhà, bạn bè, tranh lợi đoạt tài. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Tân Sửu cũng cần phải hết sức chú ý đề phòng để tránh những rủi ro không đáng có. Sự nghiệp phát triển tốt và thuận lợi nên khả năng được tăng lương thăng chức vào thời điểm cuối năm là rất lớn. Thu nhập chính của con giáp này vào năm Canh Tý về cơ bản vẫn là thu nhập từ công việc chính. Có điều, người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình và đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến cho bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Về phương diện sức khỏe thì mệnh chủ có thể tạm yên tâm là sẽ không mắc phải bệnh tật gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên thì mệnh chủ sẽ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nhất là những bệnh về gan, thận hay là đường hô hấp. Hãy chú ý giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống thanh đạm, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Tổng quan vận hạn của tuổi Tân Sửu sinh vào năm 1961 Canh Tý 2020, sao chiếu mệnh và vận hạn của năm 2020 tuổi Tân Sửu nam mạng. Trong năm nay sẽ là 60 tuổi bị sao Vân Hớn chiếu mạng, hạn Thiên La. Đàn ông gặp sao Vân Hớn chiếu mạng làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy, mồm miệng, gặp tai hình, kiện thưa bất lợi, nhất là vào các tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Xấu nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi gia súc. Gặp hạn Thiên La thì chủ về ốm đau không khỏi, bệnh đều do quỷ ma quấy phá, làm ảnh hưởng tới sức khỏe học hành không được tốt. Sao chiếu mệnh vào vận hạn năm 2020 của tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng. 60 tuổi bị sao La Hầu chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vận niên Thử Quy Điển. Sao La Hầu chủ về điểm giữ liên quan đến ăn nói thị phi, tai nạn hay là luật pháp công quyền. Ngoài ra, bạn cần phải chú ý các bệnh về tai mắt, máu huyết khiến hao tài tốn của. Tử vi năm 2020 của tuổi Tân Sửu nữ mạng sẽ xấu nhất vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Hạn Diêm Vương chủ về mất tiền bạc, gia đạo bất hòa. Nếu gặp hạn Diêm Vương mà mưu cầu làm ăn buôn bán thì sẽ có được tài lộc. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Tân Sửu năm 1961. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, bính hợp tân hóa thủy vào những tháng thìn, tỵ, mùi, thân, dậu, hợi, tí, tức là các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là bính, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi bính như là bính dần 1986, bính tý 1996, bính thìn 1976, bính ngọ 1966, bính thân 1956. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, tỵ, dậu, sửu, hóa kim vào các tháng tỵ, ngọ, mùi, tý, sửu, tức là vào các tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này, rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi tỵ sẽ chọn ngày hoặc giờ là dậu, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi dậu sẽ chọn ngày giờ là tỵ. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc, may mắn về tiền tài.
sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981 và Đinh Dậu 1957. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Tân Sửu sinh năm 1961 đó là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Canh Ngọ 1990, Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002, Mậu Ngọ 1978. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Tân Sửu 1961 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Mậu Dần 1998, Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Canh Dần 1950 hoặc sinh năm 2010, Nhâm Dần sinh năm 1962, Bính Dần sinh năm 1986. Do Sửu Mùi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Mùi, nếu tiến hành cần có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Tý Sửu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi Tý trong trường hợp này sẽ rất là cát lợi. Tuổi Thiên Mã của Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Vị trí cung tài lộc: Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ, Ngọ tại phương vị Nam 187 độ, Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, quang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí gia chủ 60 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ là 60 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh chủ Tân Sửu sinh năm 1961 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm 2020, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Với nam mạng, Tân Sửu 1961 sẽ thuộc cung chấn mộc, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất đông tứ trạch, đó là hướng đông phục vị, bắc thiên y, đông nam diên niên, nam sinh khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát, Tây Bắc Ngũ Quỷ. Với nữ mạng, Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ là cung chấn mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, hướng Nam Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu thuộc Tây Tứ Mệnh, đó là Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát, Tây Bắc Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ biến nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cùng tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa.
xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vật lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái lạc hạm, chủ về chuyện thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng thì được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tử và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng hay là công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng tây bắc, tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lộc xuất đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi và viên mãn. Kết quả tài lộc cho năm 2020. Theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng, cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh. Thường việc đặt bàn thờ thần tài thì các gia chủ cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh, đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc sẽ luôn gặp được may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loài cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc.
cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng vàng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những gia chủ Tân Sửu. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.